Sau hơn một tháng nằm viện điều trị, ông Thông trở về nhà trong tình trạng thoi thóp thở, cơ thể chỉ còn da bọc xương. Sự sống của ông giờ chỉ biết nhờ vào chiếc bình oxy này. Kể từ khi phát hiện các bệnh ung thư bao tử, tinh thần ông Thông suy sụp hoàn toàn. Một cảm giác đau khổ đến tột cùng bởi ông không thể tiếp tục chăm lo cho đứa con trai bé bỏng duy nhất của mình. Anh Thông đi, anh đau mà mỗi lần đau là quằn quại tội nghiệp lắm. Và cũng là bên nhà thì cũng có là bác sĩ, cho nên là đã đưa anh đi bệnh viện và giúp cho anh tất cả mọi cái ở bệnh viện. Đó là bệnh viện ngoài cơ sở 2, nữa. Bây giờ có bệnh viện trung ương nữa. Thấy khổ đau, thấy khổ xóm đi thương lắm. Cạnh cái trống nuôi con họ rất thương. Mà gì xóm gì cũng đang tới nữa. Vừa rồi đau bệnh viện là gì cũng là bạn bè của gì này. Hoặc cái gì là cũng 500-700 rồi gửi qua cho để mua thuốc. Mua thuốc vừa rồi là bị trắng không. Và để đúng rồi để khi mua cũng bọc cho em. Để về được 4 triệu, 5 triệu chứ đó. Và quái trong gối và mất luôn. Cái hoàn cảnh tồi chứ. Mà ngày qua là taxi trở về. Là mẹ chạy tới mẹ ngoài này đấy, chạy tới thì thấy ngột ngạt ghê rồi, thấy tôi lắm. Vợ ông Thông bỏ nhà đi biệt vô âm tín khi con trai chỉ mới 8 tháng tuổi. Hơn 5 năm trong cảnh gà trống nuôi con, chưa bao giờ ông Thông có cảm giác đầu hàng số phận. Đau khổ, cực nhọc nào ông Thông cũng có thể vượt qua. Chịu khó, cực lực với công việc phụ thời nề, chị mong có thể bù đắp cho con trai những thiệt thòi, thiếu thốn mà con phải gánh chịu. Chi bộ với tổ dân phố đây mà các đoàn thể có quan tâm đến thì bản thân tôi là người đi trực tiếp quyên góp những các xin bà con được một số tiền để mà mua sách vở với áo quần cho cháu. Và tổ trưởng dân phố thì cũng đi ra tận phường trường Thuận Thành để mà xin cho cháu nhập học. Vừa rồi đi thì tôi cũng đi xin được một số gạo hàng tháng là họ cũng trợ cấp cho ở cái công ty Việt Z đó. Họ bán vé máy bay cho nước ngoài thì có đầu tư cho là mỗi tháng một bao gạo là 10 kg. Còn ngoài ra tổ dân phố cũng quan tâm rất là chu đáo đến anh Thông. Lộc năm nay đã học lớp 1 nhưng cơ thể là nhỏ thó. Nét mặt phảng phất nỗi buồn ẩn trong đôi mắt ngây thơ của cậu bé lớn lên trong cảnh nhà cực khổ, thiếu thốn vật chất và cả tình thương của người mẹ. Từ ngày ba đổ bệnh, Lộc chỉ biết lủi thủi một mình. Người o ruột cũng không có nhiều thời gian quan tâm cháu bởi bận rộn lên về bệnh viện chăm sóc cho em trai. Chừng đi đủ thủ lưu thủ thầy của tôi, cha con mà có đi ngớ ngưỡng thầy đi, không có quan phúc phức rồi. Thằng mua không có đi bố đi ra, không có buộc tóc buộc tai, buộc cái mặt ba. Ba không buộc mặt thẳng vậy, đi cố gắng học rồi nói lời lúa rồi, cố gắng học rồi ngày mô. Cùng lại buộc kêu dẹp chạy tới đây, ở già làm chính dẹp. Từ ngày nghe đổ bệnh tới chứ là da cửa tôi bỏ để mà chăm sóc cho em thông thọ mạng, hơi thở cuối cùng thì đi thì em nói thôi chứ lại chị chấp tay lại chị nuôi thằng dạy cho em rồi thì em mới nói thì thôi em cứ yên tâm, nếu mà em mà có ra đi thì chị nuôi con em tới hơi thở cuối cùng, chị không bỏ mà sợ. Từ ngày ông Thông phát hiện bệnh, bà Thẹn đành nghỉ việc bán rau trái ở chợ để qua về chăm lo cho em. Chồng mất sớm, con trai cục ổn đau, nhưng trong cảnh nhà neo người, em trai lại mang bệnh nặng. Bà Thẹn đành phải thu xếp cuộc sống riêng để chạy vậy, vay mượn điều trị bệnh cho em trai. Những ngày tháng mà dì lên bệnh viện chăm, dì xoay sở như thế nào để lo điều trì thuốc thang rồi cuộc sống hàng ngày? Em thiệt cho dì chứ thì không có tiền thì ra mà chờ bạn bè mượn đứa triệu, 2 triệu rồi đó. Thì mượn 3-4 đứa bạn bè đứa triệu, 2 triệu cho đó mà để mà quay sở cho qua ngày tháng nè. Rồi đôi khi thấy mình nghèo thì hàng cũng ngâm ngư, tôi nói không, bà yên tâm đi. Tôi mượn xong rồi tôi buông bán, tôi dùng, tôi trả lại.
thì em cũng xin mượn ngồi chờ rồi quay qua quay về rồi nó an tâm ra mẫu muối đó thì để cho qua ngày là vì em mà thôi chứ không vui thôi thì em tôi mới nói đi thôi chứ em ừ ăn chi thì chị mua cho ta có tiền đây giờ đo nói rồi để cho ăn không lại đi chứ cái chi em thêm thì chị nói bây giờ chị ăn không được thì cổ tỉnh rồi chị đổ vô nó chỉ chập lên văng oai lên tao đã là không ăn được. Mầm mống căn bệnh của ông Thông đã xuất hiện từ một năm trước. Những cơn đau bụng âm ỉ thường xuyên xuất hiện, nhưng vì miệng cơm manh áo, vì con trai nhỏ dài, nên ông Thông đành lảng tránh không đi thăm khám. Đến khi bệnh chuyển nặng, cũng là lúc ông Thông vắt kiệt sức để xây dựng ngôi nhà nhỏ mơ ước của hai cha con. Những ngày qua thì chứng kiến thì những cái đau đớn của chú Thông như thế nào khi mà bình thân biểu hiện ra bên ngoài? Khi đau thì nói chung là em thì đi mua bán mà nhưng hẳn ở nhà mà đau mà hẳn không có tiền. Để khi tôi chờ về khi mua cũng rau đặng cho đó kiểu Thông nó xong ra rồi giờ gán vô mà ăn thịt ruột thì thấy ngồi trong bông á. Tôi răng rứa, bông lại đi đau của chị ơi, tôi đau răng, bông lại đi khí tê. Thì tay ni giờ chưa làm xảy ra mà tiền giờ nữa họ cho ít, kêu công thì không có tiền. Chứ là gắn mà làm thôi, tôi đau tôi gắn tôi làm, kêu thêm thân phù nữa mà làm. Giờ chưa được ăn tay mà giờ chưa uống cái thuốc. Bộ tử, mà tay ni vô giờ chưa bị lẹ bộ tử, đau cả đêm. Cầu đau mà cầu biệt, cầu không có ai mà cầu lên thì ở gì buồn. Mà cậu nghĩ ông răng treo treo, nghĩ ông răng mà lăng qua rồi nó lăng về. Đêm rồi tôi phải lấy mấy cái gội nấm tay chuẩn bị hắn lăng chỗ nên là tôi chèn vô. Tôi sợ đập đầu ông tướng, rồi hắn lăng về bên kia tôi nấm cái gội tôi chèn vô. Tôi cứ chèn vô rồi hắn cổ mổ xuống, thì đâm dăm cái gội khỏi bể đâu. Chỉ cách đây 2 tháng, khi ngôi nhà được chính quyền địa phương và bà con, bạn bè lối xóm hỗ trợ xây dựng vẫn chưa kịp tô chép, thì ông Thông đã phải nhập viện cấp cứu. Số phận nghiệt ngã đã không cho ông Thông kịp tận hưởng niềm vui được sống an yên trong căn nhà tươm tất. Từ bệnh viện trở về nhà mới cũng là những chuỗi ngày đối mặt với đau đớn và sợ hãi. Không còn tiền bạc để chạy chữa, cuộc sống của ông Thông chỉ còn biết đếm từng ngày. Những ngày tháng mà chăm cho em trai, chứng kiến hình ảnh em trai đau đớn quằn quại như vậy thì lòng người chị cảm thấy như thế nào? Chị em chỉ có ốm khóc thôi, chứ không biết nói lắm hay vuốt rồi khóc thầm rồi đừng cho thấy sợ buồn. Đến mô thân lên đỡ xuống hẳn quằn quại là tôi lại khóc. Quăng quài mà khóc rồi tôi vang trời, tôi nói trời ơi, không cho em đi sống vài năm nữa để nuôi con lên một khúc nữa, cho rằng mà bình hoảng chứ mà sợ quá khổ. Thấu hiểu hoàn cảnh em trai của dì đang bị ung thư dạ dày, rất là cần sự chung tay hỗ trợ của những người để có thể lên bệnh viện điều trị bệnh. Thì ngay bây giờ chương trình sẽ trao cho dì món quà, mong là hỗ trợ kịp thời đến với gia đình. Ngày hôm nay có rất đông cả nhà hảo tâm đến đây để chia sẻ những khó khăn của gia đình. Trước hết xin mời thầy Thích Phước Nghiêm và chú Quy Lai đại diện cho Quỹ Nội Nhập Nghĩa Tình có món quà gửi đến cho gia đình của dì Thẹn. Thế chị đại diện cho Quỹ Nội Nhập Nghĩa Tình của Đài Phát thanh Truyền hình TRT Thừa Thiên Huế gửi đến số tiền túi chị là hơn 23 triệu đồng để lo việc trong nhà. Thì con xin cảm ơn thầy. Số tiền hơn 23 triệu đồng này hỗ trợ kịp thời đến cho chú Thông và cháu Lộc thì bao gồm cả sự giúp đỡ hỗ trợ của các đơn vị trên địa bàn. Đó là món quà 1 triệu đồng của Quỹ Từ Thiện Tuấn Thuận. Món quà 1 triệu đồng của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Khởi Quân. Món quà 1 triệu đồng của công ty cổ phần cấp nước Thừa Thiên Huế. Còn đây là món quà của Quỹ Từ Thiện Tỉnh Thất Cáp Lạc đến gia đình 1 triệu đồng. 1 triệu đồng cũng là món quà của công ty cổ phần xây lắp Thừa Thiên Huế. Còn đây nữa là 25kg gạo của bác Hoàng Công Quang ở Nam Vân Thê, xã Thủy Thanh, thị xã An Thủy. Nhờ chương trình chuyển đến cho gia đình gì?
Và ngay lúc này khi đón nhận cái sự chia sẻ kịp thời của rất nhiều nhà hảo tâm, thì dì có thể thay mặt gia đình, thay mặt cho chủ thông có đôi lời chia sẻ. Thì chị, em xin cảm ơn quý chú, quý bác có lòng giúp đỡ cho em của con được qua cơn hoạn nạn khó khăn. Thì em xin cảm ơn chương trình, quý cô, quý chú, quý bác đã giúp đỡ. Tận tình giúp đỡ cho gia đình vượt qua khó khăn. Mong là cái món quà hỗ trợ kịp thời này sẽ tiếp thêm cho động lực cho dì để tiếp tục chăm sóc cho em trai và chăm lo cho cháu trai của mình. Quý vị và các bạn có thể tiếp tục ủng hộ đến cho gia đình của chủ thông dì Thẹn và cháu Lộc ở số nhà 115 Kiệt 89 Điều Phùng Hưng, thành phố Huế, hoặc liên hệ với chương trình Huyền Nhiệm Nhật Tình phòng thời sự Đài Phát Thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế số 58 đường Hùng Vương, thành phố Huế. Hình ảnh cậu bé Lộc ngồi buồn bã nơi góc sân nhà và người cha bệnh tật đang thoi thóp thở khiến những ai chứng kiến không khỏi chạnh lòng xót thương. Chị thầm cầu mong sao số phận đừng nỡ cướp đi người cha yêu thương của em trong cuộc đời này. Vậy mà khi phóng sự này chuẩn bị phát sóng, chúng tôi bàng hoàng xót xa khi nhận hung tin ông Thông đã ra đi mãi mãi. Lộc đã không có mẹ khi còn nhỏ, và giờ đây cậu bé cũng đã lìa xa vòng tay yêu thương che chở của ba. Liệu rồi tương lai của Lộc sẽ như thế nào? Bà Thẹn liệu có đủ sức để cưu mang cháu khi cuộc sống vốn cạn nghèo đã mãi đeo bám?